Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý bà chị em ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Buổi sáng tốt lành, chúng ta nhìn thấy được sự gì của Chúa, Ngài đang ở giữa vòng chúng ta trong hội thánh của Chúa buổi sáng nay. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng là nơi nào có Chúa Jesus Ngài hiện diện, nơi đó sẽ luôn có những dấu kỳ phép lạ cập theo. Và nơi nào Chúa Giêsu đi ngang qua cũng đều có những cuộc đời được Chúa Ngài thăm viếng và được Chúa biến đổi. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một sứ điệp, đó là đổi đời nhờ gặp được Chúa. Xin quý vị chúng ta cùng nhau mở ra ở trong sách Matthew đoạn số 20. Matthew đoạn 20 từ câu 29 cho đến câu 34. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học về câu chuyện của hai người mù thành Jericho. Tôi xin phép được đọc lời của Chúa ở đây. Đương khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho, thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi. Nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ. Tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Thưa quý bà chị em, cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được một bối cảnh, đó là có hai người mù ở thành Jericho. Và hai người mù này có một cuộc đời rất là đau khổ. Những người có cùng cảnh ngộ ở trong cuộc sống thì thường hay tìm đến với nhau và chơi thân cùng với nhau. Người nhà giàu thì thường hay chơi với người nhà giàu. Người nhà nghèo thì thường hay chơi với người nhà nghèo. Người bất hạnh chơi với người bất hạnh. Và người tàn tật thường hay chơi với người tàn tật. Ở đây trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được có hai người mù. Họ có thể là một đôi bạn thân, một đôi bạn tốt với nhau. Bởi vì cớ họ có chung cảnh ngộ, đó là bị mù loà. Và nếu mà ở Việt Nam của chúng ta đó, thì thường người mù họ sẽ làm cái công việc đó là đi ăn xin, đúng không ạ? Bởi vì họ không có sức khỏe, họ không có thị lực tốt, cho nên họ sẽ không thể có một cái công việc tốt được. Hoặc là họ đi bán vé số dạo, hoặc là đi xem bói, hoặc là đi xin ăn khi mà còn sức khỏe. Và ở trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy được hai người mù này, họ đang ngồi ở bên vệ đường để mà làm cái công việc của họ. Ở đây thì Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 20 câu 29 cho đến 34 thì không cho chúng ta biết được cái nghề của họ là gì. Nhưng mà ở trong Mác đoạn số 10 thì chúng ta thấy được cái câu chuyện của Ba-ti-mê, người mù Ba-ti-mê ngồi ăn xin ở bên vệ đường. Và một trong hai người mù ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 này đó, thì chúng ta có thể đối chiếu ở bên Mác đoạn 10 thì biết rằng là một trong hai người mù đó tên là Ba-ti-mê. Và cái công việc của họ đó là ăn xin. Và cuộc đời của họ có thể rất là khốn khổ bởi vì cớ họ mang lấy một cái sự tàn tật ở trong thân thể của họ. Họ có thể mặc cảm, họ có thể cảm thấy rằng là cuộc đời của mình sao mà bất công quá. Cái người hàng xóm của mình lại có sức khỏe, có thị lực tốt mà bây giờ mình lại bị mù. Và có thể trong tấm lòng của họ đầy dẫy những cái sự mặc cảm, sợ hãi và bất an ở trong cuộc sống bởi vì cớ họ không có được thì lực tốt giống như những người khác. Quý ông bà chị em ơi, khi mà cuộc đời dường như bất công với chúng ta và chúng ta có một cái số phận hẩm hiu như vậy, thì chúng ta đừng vội tuyệt vọng, nhưng mà chúng ta hãy tìm đến với Chúa Jesus Christ. Chúng ta hãy cố gắng để chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đến một ngày nào đó, Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng chúng ta qua sự hiện diện của Chúa Jesus Christ. Cuộc đời của hai người mù này, họ là dân Israel, là tuyển dân của Chúa, quý mài cho em. Trong thời của Chúa Giêsu thì Ngài thi hành chức vụ ở trên xứ Israel. Và Jericho cũng là một phần ở trong xứ Israel thời bấy giờ. Người mù này có thể là một người tin Chúa nữa. Nhưng mà không biết tại sao mà cái người này lại sinh ra và bị một cái hoàn cảnh, một cái số phận như vậy. Có thể người này cũng mang lấy một cái tâm trạng oán trách Chúa. Chúa ơi, tại sao con là con cháu của Abraham, con là dân Israel của Ngài mà con lại bị như thế này?
Và có thể người này than thân trách phận và sống một cuộc sống không thể tốt hơn những người khác. Nhưng mà quý bà chị em ơi, có một cái tin vui ở trong cái câu chuyện buồn này. Đó chính là một ngày kia thì Chúa Giêsu và các môn đồ đi ngang qua thành Jericho đó. Và đang khi mà Chúa Giêsu và các môn đồ chuẩn bị ra khỏi thành Jericho thì hai người mù này đã nghe được danh tiếng của Chúa Giêsu Christ. Và họ biết được Chúa Giêsu Ngài chính là con cháu vua David, bởi vì cớ cái cụm từ con cháu vua David chỉ dành cho đấng Messiah mà thôi. Và đối với người Israel thì họ tin rằng là đấng Messiah là đấng có quyền năng và được sức dầu của Đức Chúa Trời để làm những dấu kỳ phép lạ để thay đổi cuộc đời của dân sự Chúa. Và họ có thể trước đây đã từng nghe rất là nhiều phép lạ Chúa đã chữa lành cho người phun được sạch, kẻ què được đi, kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Và bây giờ có thể họ là những người mù cũng sẽ được sáng mắt. Và họ bắt đầu nhận ra rằng là đây chính là con cháu vua David thật. Đây chính là đấng Mêsia thật mà mọi người đang tìm kiếm. Vậy thì chúng ta thấy rằng là những dấu kỳ phép lạ ở trong cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu Christ chứng minh rằng Ngài chính là đấng Mêsia, cho dẫu rằng người Do Thái họ không tin Chúa Giêsu Ngài là đấng Mêsia của họ. Họ không chấp nhận bởi vì có Chúa Giêsu có một cái thân phận nghèo hèn. Người ta cứ nghĩ rằng là Chúa Giêsu phải đến thế gian này, đấng Mêsia phải đến thế gian này với một thân phận giàu có, ở trong cung vua hoặc là ở trong hoàng tộc hoàng gia thì Ngài mới xứng đáng là một vị cứu tinh cho dân Israel và cho nhân loại. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã không đến thế gian này với một thân phận như vậy. Cho nên người Do Thái họ chỉ nhìn bên ngoài và họ không nhìn thấy được rằng là Chúa Giêsu Ngài chính là đấng được sức dầu. Bằng chứng đó là nhiều người chung quanh Chúa Giêsu Christ được Chúa Ngài chữa lành. Và tạ ơn Chúa, trong những người cần có sự thương xót của Đức Chúa Trời thì có hai người mù này. Họ đã nghe được rằng là Chúa Giêsu Ngài đã đến tận thành phố mà họ đang sinh sống. Và họ đã có một cái đức tin ở trong lòng của họ và họ la lên, họ kêu lên rằng là lạy Chúa, con cháu vua David xin thương xót chúng tôi. Quý bà chị em ơi, khi quý vị khốn khổ, quý vị sẽ kêu cầu ai? Quý vị sẽ kêu trời hay là kêu Đức Chúa Trời? Trước đây khi mà chưa biết Chúa là ai đó, quý vị, tôi thường hay kêu trời ơi khổ quá, trời ơi buồn quá, trời ơi sao mà tôi thế này, trời ơi sao tôi thế kia. Nhưng mà tôi thật sự không biết Đức Chúa Trời là ai cả, bởi vì tôi chưa kinh nghiệm được sự cứu rỗi và sự gì của Chúa Giêsu Christ ở trong lòng của tôi. Tôi chỉ biết Đức Chúa Trời qua phim ảnh, qua hình ảnh hoặc là qua những cái buổi lễ nghi ở trong nhà thờ, mà không kinh nghiệm được Chúa thật sự hiện diện trong lòng của mình. Tôi có thể có ở trong nhà của Chúa, tôi có thể có mặt ở trong nhà của Chúa, nhưng mà tôi không có mặt ở trong tâm lòng của Đức Chúa Trời. Và tôi vẫn kêu trời giống như là bao nhiêu người chưa biết Chúa khác, quý ông bà cha. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài một cách cá nhân. Ngài là Đức Chúa Trời của đám đông, nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời của từng cá nhân. Và Chúa Ngài muốn bước vào trong tấm lòng của từng người chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được Ngài. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này không phải để lập ra thêm một tôn giáo nữa, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này để thiết lập một mối liên hệ với con người chúng ta trong sự yêu thương. Và Ngài muốn liên hệ với từng người chúng ta, Ngài muốn chữa lành chúng ta, Ngài muốn giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả những cái quyền lực tối tăm của ma quỷ. Chứ Chúa Giêsu không muốn thiết lập thêm một tôn giáo. Cho nên những thầy thông giáo và những người Pharisee, tức là những lãnh đạo của giáo hội thời bấy giờ đó, họ ghen tị với Chúa Giêsu bởi vì họ cho rằng Chúa Giêsu Ngài đang cố tình lập ra thêm một tôn giáo khác để cạnh tranh với họ và khiến cho dân chúng đi theo Chúa Giêsu hết và họ không còn có tín đồ nữa. Nhưng mà những người Pharisee và thầy thông giáo họ sai lầm, bởi vì cớ họ không biết rằng là Chúa Giêsu Ngài còn hơn là một giáo chủ tôn giáo của con người. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài chính là Đức Chúa Trời, Ngài chính là con đường, chân lý và sự sống. Chúa Giêsu Ngài dẫn con người đến trực tiếp với Đức Chúa Trời, chứ không phải dẫn con người ta đến với tôn giáo hoặc là những cái tín điều lễ nghi của một cái tôn giáo nào đó. Tạ ơn Chúa, hai người mù này đã nghe rằng là Chúa Giêsu Ngài đi ngang qua đó, và thế là họ có đức tin. Roma đoạn 10 câu 17 cho chúng ta thấy rằng là đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe đó là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trước khi Chúa Giêsu đến đó thì người mù họ có thể đã nghe rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì họ nghe đám dân đông xì xào ở chung quanh họ bởi vì có Chúa Giêsu Ngài đi trước đám đông đó. Thì bắt đầu họ trỗi dậy và họ la lên ở trong cái từ kêu lên đó, ở trong câu 30 đó quý vị.
thì tiếng Anh dùng cái từ là cry out. Cry out tức là la khóc lên, la hét lên, chứ không phải chỉ là kêu bình thường. Bởi vì nếu mà quý vị lọt thỏm ở giữa một đám đông mấy ngàn người, 5.000 người, quý vị có kêu bình thường người ta cũng không nghe, đúng không ạ? Phải là hết sức, hết cỡ thì người ta mới nghe được. Ai mà chúng ta đi dự chương trình Xuân Yêu Thương tuần vừa rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là mình lọt vào giữa một đám đông hơn 10.000 người đó, thì cái tiếng khóc của đứa nhỏ ở bên cạnh mình đó, nó cũng chẳng để nghe hết, đúng không ạ? Tại vì nó rất là nhỏ bé trong cái tiếng ồn ào của vô số người như vậy. Thì cũng vậy, ở đây có một đám dân đông, mấy ngàn người họ đi theo Chúa Giêsu như vậy. Nếu mà mình kêu Chúa Giêsu ơi, bình thường là Chúa không nghe. Nhưng mà phải la hét lên hết cỡ thì Chúa ngài mới có thể nghe được. Quý vị ơi, có khi nào cuộc đời của chúng ta bế tắc đến nỗi mà chúng ta kêu nhưng mà dường như rằng là Chúa không nghe không? Dường như có mình kêu ở trong phòng riêng của mình, ở trong cái chỗ cầu nguyện của mình mà dường như Chúa không nghe. Và đến nỗi quý vị phải la lên, hét lên, khóc lên. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng toàn tri và toàn tại, Ngài là đấng có mặt khắp mọi nơi và Ngài biết được tất cả mọi sự. Không cần chúng ta phải la lên Chúa mới biết. Ngay cả trong tư tưởng của chúng ta cầu nguyện thầm với Chúa thì Chúa Ngài vẫn biết. Nhưng mà quý vị ơi, ở đây không phải Chúa Ngài muốn làm khó cho hai người mù này. Chúa biết được hai người mù đó như thế nào. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho đức tin của chúng ta có hành động. Bởi vì nếu đức tin mà không có hành động, đó là đức tin chết. Đức tin phải có hành động thì đức tin nó mới tăng trưởng. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta cần phải giữ theo lời của Chúa và chúng ta cần phải có hành động ở trong việc làm theo lời của Chúa. Có người nói với tôi rằng, mục sư ơi, tôi tin Chúa nhưng mà tôi ở nhà, tôi nhóm, tôi nghe lời Chúa qua mạng thôi. Tôi không có đi đến hội thánh tại vì tôi mắc việc này, việc kia, tôi bận việc nọ, đủ kiểu hết. Tôi nói, cũng được thôi. Nhưng mà nó chỉ là trong thời gian tạm thời. Nhưng mà khi chúng ta đã sắp xếp được công việc thì chúng ta cần phải đến hội thánh để chúng ta nhóm thờ phượng Chúa trực tiếp với lại mọi người trong hội thánh. Mọi người nói rằng tôi tin Chúa được rồi, mục sư, tôi không cần phải đi nhóm, tôi không cần phải dâng hiến 1/10, tôi không cần phải làm cái này cái kia. Tin Chúa là được rồi. Tôi nói đúng rồi, tin Chúa là được, nhưng mà chúng ta quên mất cái phần đó là chúng ta phải làm theo lời của Chúa rồi. Đức tin mà không có việc làm thì là đức tin chết. Nếu nói rằng là tôi là người tin Chúa nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi đi nhóm nhà thờ, tôi chưa bao giờ tôi quỳ gối, tôi thờ phượng Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa, thì đức tin nó chỉ nằm ở chỗ cái lý trí thôi, chứ chưa có phải là ở trong đây. Bởi vì nếu tin ở trong tấm lòng của chúng ta đó quý vị, nó sẽ sản sinh ra việc làm. Ở đây hai người mù này đã tin Chúa rằng là Ngài chính là đấng đó, là đấng Mêsia đó, là đấng có quyền năng để chữa lành cho mình. Nhưng mà họ phải kêu lên. Họ biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đó, nhưng mà họ vẫn phải kêu khóc và chạy đến với Chúa quyên mài chen. Và tại Chúa, khi mà họ kêu lên như vậy thì có người nghe. Nhưng mà người đó không phải là Chúa Giêsu nghe, nhưng mà những môn đồ của Chúa nghe, đúng không ạ? Môn đồ của Chúa thấy hai người này la như vậy đó thì họ biểu nín đi. Nhưng mà hai người mù này không có bỏ cuộc. Họ lại kêu lớn hơn nữa. Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Quý vị ơi, có khi chúng ta cầu nguyện một lần, dường như Chúa vẫn chưa nghe. Không phải là Chúa không, Chúa ngày cố tình ngày không nghe quý mà cho em. Nhưng mà Chúa muốn cho đức tin của chúng ta phải được thử nghiệm. Bởi vì đức tin thật nó không bao giờ bỏ cuộc hết quý vị. Người tin Chúa thật không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ nản lòng. Đức tin thật nó luôn luôn giúp cho người ta tấn tới. Không bao giờ bỏ cuộc quý vị. Còn người mà tin nửa vời đó, chỉ cần một lần thôi, họ không được là họ có thể say goodbye. Họ nói bây giờ đi hội thánh thấy không hết, thôi bây giờ tôi đi lên núi, tôi đi thầy này bà kia. Mà qua chỗ đó đó quý vị, nó lại hết. Họ nói, ồ, vậy là Chúa không linh nghiệm bằng mấy ông thầy bà nọ rồi. Có không quý mà chị em? Cũng có chứ. Ma quỷ nó có thể gây ra bệnh tật và nó có thể đem đến cái sự chữa lành tạm thời của nó. Nhưng mà sau đó thì nó trói người ta, buộc người ta nhiều hơn ở trong những cái sự rủa xả của nó.
Ở đây hai người mù không bao giờ bỏ cuộc khi mà dường như Chúa Giêsu không nghe. Và họ cố gắng làm sao hôm đó Chúa Giêsu phải dừng chân lại cuộc đời của họ. Và họ đã thành công với mài che. Lần thứ hai họ kêu lên: lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Thì Đức Chúa Giêsu ngay lập tức dừng lại và gọi hai người mù đến, phán rằng là: các ngươi muốn ta làm chi cho? Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu ngài đã dừng chân lại bởi vì có ngài thấy đức tin thật của hai người mù này. Xin Chúa ngài cho chúng ta có đức tin thật của hai người mù này ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta không bao giờ bỏ cuộc trước nan đề quá lớn trong cuộc đời của mình. Có nan đề nào quá lớn mà quý vị dường như không giải quyết được trong nhiều năm tháng vừa qua không? Và chúng ta dường như đã cầu nguyện với Chúa không những chỉ một lần mà là hai lần hoặc là ba lần rồi, mà Chúa dường như Chúa không nghe. Quý vị ơi, tôi khích lệ quý vị theo lời của Chúa ở đây, đó là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúa ngài biết hết, nhưng mà Chúa ngài biết được thời điểm khi nào Chúa ngài sẽ nhậm lời và làm phép lạ trên đời sống của chúng ta. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 thì chép rằng là: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu Chúa, rồi Chúa sẽ tỏ cho chúng ta những cái điều mà lớn lao và rất là khó. Nếu mà chúng ta cầu nguyện Chúa những điều bình thường, Chúa ngài nhậm lời, thì có thể chúng ta sẽ cho rằng: ơ, cái đó may mắn thôi, cái đó dĩ nhiên rồi. Nhưng mà quý vị ơi, hãy cầu nguyện những việc lớn và khó. Hãy cầu nguyện xin Chúa ngài làm phép lạ, chữa lành cho một cái gì đó trong đời sống của chúng ta mà dường như chúng ta không thể tự mình thoát ra nổi. Lúc đó chúng ta mới biết rằng là đó chính là Chúa. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được hai người mù ở trong thực thể. Nhưng mà quý vị ơi, khi tôi đọc những câu chuyện này thì tôi bắt đầu hình dung được chính mình ở trong cái câu chuyện này. Bởi vì tôi và tất cả chúng ta trước khi tin Chúa, chúng ta đều là những người mù ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đúng không quý mài chen? Trước khi tin Chúa, tất cả chúng ta đều là những tội nhân, chúng ta đáng hư mất và chúng ta bị mù lòa trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết ngài là ai cả. Và ai chỉ sao mình cứ tin như vậy, ai làm bậy mình cũng cứ làm theo. Và ở trong sách Công vụ của Sứ đồ đoạn số 26 cho chúng ta thấy được tình trạng thuộc linh của những dân ngoại là những người chưa biết Chúa, mà Đức Chúa Trời ngài muốn dùng Sứ đồ Phaolô để giải thoát họ ra khỏi những cái quyền lực và sự mù lòa thuộc linh của ma quỷ gây ra. Câu 17 cho đến câu 18, Chúa Giêsu ngài phán với Sứ đồ Phaolô thế này: ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này, và dân ngoại là nơi ta sai người đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Cảm ơn Chúa, đây là lời của Chúa Giêsu ngài nói với sứ đồ Phaolô rằng là: ta dùng ngươi ở dân này cũng như ở dân ngoài, và ngươi sẽ mở mắt họ. Như vậy thì mắt ở đây không phải là mắt thuộc thể, nhưng mà đây là mắt lòng, đúng không? Mắt tâm linh. Con người của chúng ta có một phần gọi là phần tâm linh, đó là cái phần quan trọng nhất. Nhưng mà khi mà chưa biết Chúa thì chúng ta không biết được rằng là mình có tâm linh. Mình không có một nhận thức rằng là cái phần tâm linh là cái phần quan trọng nhất. Bởi vì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta đang ở trong sự mù lòa, chúng ta chưa được mở mắt tâm linh để nhìn thấy được sự sáng của Chúa. Và chúng ta đang ở trong cái sự cầm buộc của quyền lực của quỷ Satan. Và Chúa ngài dùng Phaolô để mà giải thoát dân ngoại, tức là những người chưa tin đến Chúa Giêsu Christ, để giải thoát họ từ tối tăm của ma quỷ đến sáng láng của Đức Chúa Trời, từ quyền lực của Satan mà để với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Chúa có thể dùng bất cứ một con người nào. Một người không cần phải nổi tiếng, một người không cần phải có một cái danh tiếng lẫy lừng để mà có thể giải cứu những ai mà Chúa ngài muốn giải cứu họ. Phaolô trước đây ông thú nhận với hội thánh rằng là: ta trước đây là một người có tội, trong tất cả những người có tội đó thì ta là đầu. Và Phaolô nói rằng là: trước khi mà tôi được thay đổi đó thì tôi vốn là một người phạm thượng, hung bạo, hay bắt bớ hội thánh. Ông nhận thấy rằng con người ông là một người rất là xấu xa, không xứng đáng để được Chúa ngài thương xót. Vậy mà Đức Chúa Trời vẫn thương xót ông, và Chúa vẫn cứu ông, và Chúa sử dụng ông để đem nhiều người trở lại với Chúa. Như vậy thì cái tình trạng mù lòa thuộc linh là một
cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng là cần phải được giải quyết gấp cho nhân loại ngày hôm nay. Có thể nhìn bên ngoài có người chúng ta có thể phân biệt về giàu nghèo, giai cấp hoặc là địa vị, học thức, của cải, tài sản. Nhưng quý vị ơi, trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều cần Chúa ngài thương xót và đều cần được sự giải cứu của Chúa. Trong tuần lễ vừa rồi thì tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người chị em. Và người chị em này đã làm chứng với tôi rằng là: xin chào mục sư Tuấn, tôi rất là vui, chị rất là vui khi mà biết mục sư. Bởi vì chị trước đây vốn là một người rất là sùng đạo Phật. Và khi mà cuộc đời đang ăn nên làm ra, đang thăng tiến vù vù như vậy đó, thì thình lình một ngày kia chị bị người ta ếm bùa. Chị không thể ngủ được, trong suốt mười mấy năm không thể ngủ được, cứ chiều tối là bắt đầu không thể ngủ được. Và công ăn việc làm bắt đầu nó sa sút thấy rõ, nợ nần bắt đầu chồng chất. Và gặp mấy sư thì mấy sư nói rằng là chị bị ếm bùa rồi. Và thế là chị bắt đầu dùng tiền của mình để mà đi đây đi đó, để mà mong rằng là mình sẽ được giải thoát khỏi những kiếp nạn. Chị qua bên Tây Tạng gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, tức là người đứng đầu của Phật giáo ở trên thế giới quý vị. Ông Đức Đạt Lai Lạt Ma như là một vị Phật sống vậy đó. Gặp ông đó cũng không hết. Rồi bỏ tiền qua bên Miến Điện để mà gặp ông, gặp hai ba ông Tam Tạng. Ở Việt Nam của chúng ta thì không có Tam Tạng, nhưng mà ở bên Miến Điện quý vị có hai ba ông Tam Tạng sống luôn quý vị. Tức là những ông Tam Tạng đó mà đi đâu á, người ta sẽ rải hoa ở trên đường để cho cái ông Tam Tạng đó bước đi. Và thỉnh mấy ông Tam Tạng đó về Việt Nam nữa không phải là dễ đâu quý vị, tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà cũng không hết. Rồi qua Thái Lan gặp mấy thầy, mấy sư bên đó, cũng không ông nào chữa lành được cho chị này. Đang khi thất vọng, buồn chán như vậy, thì chị đang ngồi ở trong cái ghế salon ở tại nhà của mình. Thì thình lình cái tivi của nhà chị đó, nó kết nối internet và nó hiện lên YouTube cái kênh Emmanuel TV, tức là kênh của mục sư TB Joshua mà tôi trước đây tôi dịch ở đó. Thế là chị mở lên và chị xem. Và khi mà ông mục sư TB Joshua ổng cầu nguyện qua màn hình như vậy thì chị cầu nguyện theo. Chị làm theo hướng dẫn của ông TB Joshua và chị đã được ói ra những cái bùa, những cái quyền lực của ma quỷ. Ói ngay tại nhà của chị. Và sau đó thì ông mục sư Tobias Sua ông cầu nguyện xong hết cho mọi người trên màn hình rồi. Thì ông nói rằng là bây giờ quý vị đã tin Chúa, quý vị cần phải đến nhà thờ, đến hội thánh để mà được hướng dẫn để theo Chúa như thế nào. Và thế là người chị em này chưa có biết hội thánh nào, chưa có biết mục sư nào hết, chạy ngay ra nhà sách Cơ Đốc mua một cuốn kinh thánh mấy trăm ngàn. Rồi xong rồi đi đến hội thánh ở gần nhà chị ở tại Phú Nhuận, hội thánh lớn nhất ở tại Phú Nhuận. Và khi mà chị cầm cuốn kinh thánh, rồi chị không những cầm kinh thánh đâu, chị lấy một đống kinh của chị đó, kinh Phật đó quý vị, một đống kinh Phật cùng với cuốn kinh thánh đi đến nhà thờ gặp ông mục sư tại đó. Cái chị em này họ nói: mục sư ơi, bây giờ em đã tin Chúa rồi, bây giờ em muốn làm báp têm bằng nước và muốn được gia nhập trong hội thánh. Ông mục sư thấy nguyên đống kinh Phật, ông hết hồn, ông giật mình luôn. Ông nói: ủa chàng ơi, chị đem theo một đống kinh Phật làm gì nữa, dẹp đi, đốt đi. Và thế là hướng dẫn cho người chị em đó đốt hết cái kinh Phật đó. Và người chị em đó đã thật sự tin Chúa qua cái sự cầu nguyện của ông TB Joshua mà tôi là cái người dịch ở trong cái chương trình đó. Người chị em đó thấy quyền năng của Chúa và người chị em đó nói với tôi rằng thật sự Chúa thương xót chị rất là nhiều. Cho nên mấy năm trước chị đã coi và chị đã được Chúa giải cứu. Và bởi vì chị ấy là người có tầm ảnh hưởng ở trong giới Phật giáo ở tại Việt Nam. Từ ông mà tổng hội trưởng của Phật giáo ở Việt Nam á, cho đến những ông sư sãi bình thường là không bao giờ gặp được. Nhưng mà chị có thể gặp được ông tổng của Phật giáo Việt Nam. Và chị nói rằng là mục sư biết không, chị đã gửi những cái clip mà ông TB Joshua cầu nguyện đó cho những ông mà
ông tổng của Phật giáo giáo hội Việt Nam. Tại vì những người mà Phật tử bình thường hoặc là thậm chí mấy ông sư bình thường thôi cũng không thể gặp được mấy ông đó. Mấy ông đó là không thấy, không nghe, không nhìn, không rời vậy đó. Tức là ngày nào ông cứ ngồi ông thiền, ông cứ cứ trên mây á, mình mà có điện thoại tới ông cũng không bắt máy nữa. Nhưng mà riêng cá nhân chị này, chị lại gặp được những ông đó. Và chị có thể ảnh hưởng và làm chứng cho những cái người ở trong Phật giáo rất là lớn. Cho nên lâu lâu chúng ta ngồi chúng ta lướt Facebook chúng ta thấy ông Phật, ông sư, mấy mấy sư thầy á mà giảng về Chúa Giêsu đối với quý vị thì đó cũng là một trong những bông trái. Đó, quý vị chắc thấy trên Facebook có những ông sư ông nói về về câu chuyện của Chúa Giêsu là cũng nhờ có công lớn của chị này. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì có nhiều điều mà Chúa làm lạ lùng đó quý vị. Có những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là mình làm không ai thấy hết, không ai biết hết. Nhưng mà Chúa lại dùng cái clip đó để mà giải cứu một con người đang sống ở trong sự lầm đường tuyệt vọng. Người chị em đó nói rằng là chị đi thầy không có thiếu chỗ nào hết. Mấy ông sư nổi tiếng ở tại Việt Nam cũng không giải quyết được cho cái chuyện mà chị bị ếm bùa. Thậm chí là chị vào trong tổng hội Phật giáo á, gặp mấy ông sư nói: "Ủa, con cũng bệnh nữa hả? Thầy cũng bệnh đấy." Chị cũng nói: "Ủa, sư mà cũng bệnh nữa rồi làm sao mà chữa cho con được?" Và thế là chị lấy những cái câu kinh thánh hoặc là những cái clip mà của ông Tây Xua đó là người có ơn giải cứu đó gửi cho những cái ông mà có cái bệnh giống như mình trước đây. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng là công việc Chúa làm rất là diệu kỳ quý mà chị em. Và Chúa có thể sử dụng bất cứ một phương tiện gì để có thể đem đến sự cứu rỗi, giải cứu cho người ta. Dẫu rằng con người không có mặt ở đó, nhưng mà ngày hôm nay Internet, những bài giảng của những mục sư hoặc là những tôi tớ Chúa được ơn, được sức dầu của Chúa có thể chạm đến và chữa lành cho họ ngay tại nơi họ ngồi. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu là đấng quyền năng. Amen. Chúa Giêsu là đấng quyền năng. Và khi mà Chúa Giêsu chữa lành cho quý vị, tôi không có lấy đồng xu nào hết quý vị. Có người cũng nói mục sư được ơn quá, một em sau này em sẽ mua cho mục sư chiếc xe ô tô 4 chỗ. Nhưng mà tôi thầm nghĩ trong lòng của tôi rằng: "Chúa ơi, con có làm cái gì đâu mà người ta tặng đồ cho con." Quý vị thấy thật sự tôi chỉ cầu nguyện thôi đúng không ạ? Rồi ai là đấng giải cứu quý vị, ai là đấng chữa lành quý vị? Rồi, Chúa Giêsu chữa lành quý vị thì quý vị cứ dâng hiến cho Chúa. Ai dâng hiến cho tôi thì tôi chỉ nói một điều rằng là thật sự tôi không làm gì hết. Tôi chỉ cầu nguyện và Chúa hành động thôi. Còn nếu quý vị biết ơn, yêu quý thật sự thì tôi nhận để quý vị được phước. Thật sự người hầu vì Chúa thật sự đó quý vị, họ không bao giờ để lòng trông cậy nơi của cải tài sản hết. Họ chỉ trông cậy nơi Đức Thánh Linh là đấng quyền năng. Amen. Và thực tế tôi thấy rõ ràng có những người họ nhiều tiền nhiều của trong thế gian này nhưng mà họ vẫn không thể được phước của Chúa. Cho đến khi họ tin Chúa Giêsu Christ và họ được kinh nghiệm quyền năng của Chúa thì họ mới thật sự được phước. Như vậy thì tiền bạc của cải nó chỉ là phương tiện thứ yếu thôi đúng không ạ? Chúa mới là số 1. Và khi có Chúa thì những cái tiền của kia nó sẽ đến với chúng ta và đầy đủ hết, không thiếu điều gì hết quý mài chèm. Tôi tin rằng cuộc đời của tôi không phải là cuộc đời của kẻ ăn xin nghèo thiếu. Có một số người họ cho rằng những mục sư bước đi với đức tin chỉ là những mục sư ăn xin. Tôi xin thưa rằng tôi không bao giờ xin ai hết. Tôi không chảnh, nhưng mà tôi biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng phía với tôi. Ngài không bao giờ bỏ đói tôi hết. Và tôi hầu vì Chúa, tôi không bao giờ tôi nhận lương. Nhiều khi thiếu tôi không nói, nhưng mà Chúa vẫn làm lạ lùng lắm quý vị. Nhiều khi tôi nhìn thấy trong bóp mình không có tiền, nhưng mà Chúa lại khiến cho những người xung quanh tôi đó, họ nghĩ rằng là tôi rất là giàu. Thậm chí họ ghen tị với tôi nữa, họ nói: "Ô, một sư tấn không được như hiến nhiều lắm." Mà tôi nói trong lòng tôi: "Chúa ơi, chỉ có Chúa biết thôi." Họ ganh tị với mình đó quý vị. Lạ không quý bà chị em? Như vậy thì theo quý vị, những người hầu vị Chúa như tôi không lương, giàu hay nghèo? Giàu chứ đúng không ạ? Cái người mà tiền tỷ như vậy họ đi khắp thế giới, họ nhờ thầy bà chữa không hết. Nhưng mà Chúa ngài dùng cái điều đó để giải cứu người cha em chúng ta. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài dấy lên trong hội thánh của Chúa có những đại gia giàu có, để hội thánh của Chúa được phước.
Amen không quý mời chị em. Cảm ơn Chúa, Chúa có thể thay đổi thân phận của chúng ta từ một người khô rách áo ôm, một người có thể dường như bị mù lòa và phải ăn xin như vậy giống người mù ở đây, trở thành một con người giàu có và đầy phước hạnh của Chúa. Cách đây hơn một năm về trước thì tôi có tình cờ tôi kết nối được với một cầu thủ đá V-League. Và anh này thì tuy rằng là học chung trường, học chung khóa với lại Công Phượng và Xuân Trường, cũng cùng khóa 1 ở tại lò bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng mà Công Phượng với Xuân Trường thì nổi tiếng, nhưng mà anh này thì không có nổi tiếng gì hết. Liên tục bị chấn thương như vậy, chưa kịp ra sân, chưa được bác Hang Seo gọi lên thì cứ chấn thương miết à. Và cuộc đời cứ lận đận như vậy đó. Thậm chí là có bữa thì gần như là mất việc. Nhưng mà cảm ơn Chúa, người anh em này đã đến và nhờ cầu nguyện bởi đức tin nơi Chúa, và Chúa thương xót, Chúa cho người anh em này bắt đầu phục hồi trở lại. Và vừa rồi thì hai tuần trước thì người anh em này nhờ tôi cầu nguyện bởi vì bị chấn thương. Và bị chấn thương dây chằng ở trên xương bu bên bàn chân phải. Và chấn thương này kéo dài hơn một tháng. Uống thuốc gì cũng không hết. Rồi bác sĩ ở trong đội của anh cũng cho người anh em này những lời khuyên nhưng mà cũng không hết. Và thế là người anh em này nói với tôi rằng: "Sư ơi, chắc là Chúa muốn em phải tin cậy Chúa. Chứ bây giờ em làm cái kiểu gì cũng không hết á. Mà bây giờ sắp sửa là vào trong cái lịch đá quan trọng rồi. Mà bây giờ cái chân phải mà nó không hết á, là coi như là em sẽ bỏ lỡ cơ hội." Và thế là người anh em này đã quyết định cầu nguyện, nhờ cậy Chúa hết lòng. Và cảm ơn Chúa, bẵng đi một thời gian vài ngày sau, chưa được một tuần thì người anh em này đã nhắn tin lại với tôi rằng: "Cảm ơn Chúa, mục sư ơi, bây giờ cái chân của em nó đã bớt rồi. Và bây giờ em đã có thể ra sân để tập lại cùng với đồng đội của em." Cảm ơn Chúa, tôi ngợi khen Chúa bởi vì Chúa ngài có thể chữa lành được cho người anh em đó. Chúa có thể cứu chúng ta, quý mài cho em, từ cái chỗ mà chúng ta đối diện với sự phá sản, có thể đối diện với lại những sự khó khăn, nhưng mà Chúa ngài có thể thay đổi tình huống rất là nhanh. Đức Chúa Trời của chúng ta, ngài còn hơn là một Đức Chúa Trời của tôn giáo nữa quý vị. Ngài là Đức Chúa Trời của phép lạ. Amen. Quan trọng là đức tin của chúng ta. Hebrew đoạn 11 câu 6 chép rằng là: "Vả nếu không có đức tin thì không thể nào có thể ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì kẻ nào đến gần với Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và ngài là đấng hay thưởng cho kẻ nào tìm kiếm ngài." Như vậy thì đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời, và Chúa ngài vui lòng để chữa lành cho quý vị. Có người thắc mắc với tôi rằng: "Mục sư ơi, Chúa ngài có còn chữa lành ngày hôm nay không?" Thì tôi trả lời ngay và luôn, đó là Chúa ngài luôn muốn chữa lành cho quý vị. Cứ nhìn vào trong đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy rằng là nơi nào Chúa Giêsu đi ngang qua, Chúa đều chữa lành được cho rất là nhiều người. Nhưng mà riêng tại Nazareth thì Chúa không thể chữa lành được, bởi vì cớ tại đó người ta không có tin. Người ta không có tin Chúa. Cho nên Chúa không thể hành động bởi vì thiếu đức tin. Nhưng nơi nào có đức tin, nơi đó sẽ có nhiều dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra. Cảm ơn Chúa, xin Chúa thêm đức tin cho quý vị, để quý vị có thể thấy được nhiều dấu kỳ phép lạ và quyền năng Chúa bày tỏ ở trong đời sống cá nhân, trong gia đình, trong hội thánh của Chúa tại đây. Nhiều người sẽ được phước xuyên qua đời sống của chúng ta. Và tôi tin rằng hội thánh của Chúa sẽ là nguồn phước cho những người hư mất xung quanh của chúng ta. Amen. Khi Chúa ngài đến thì ngài sẽ xóa đi cái sự mù lòa trong tâm linh của chúng ta và cho chúng ta thấy được ý nghĩa, thấy được mục đích của cuộc đời của chúng ta là gì, và chúng ta sẽ được thoát ra khỏi những cái sự bế tắc ở trong cuộc sống của chúng ta. Ê-sai đoạn 42 câu số 16. Ê-sai đoạn 42 câu số 16 chép rằng: "Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen. Ta sẽ đổ bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật ta sẽ làm các sự đó và không lìa bỏ chúng nó đâu." Ở đây lời của Chúa nói rằng là Chúa ngài sẽ khiến kẻ mù đi con đường mình không thuộc. Có những khi cuộc sống của chúng ta nhìn vào tương lai, chúng ta không nhìn thấy được cái hướng đi của chúng ta quý vị. Chúng ta dường như là bị mù ở trong cái sự hoạch định tương lai. Hỏi ngày mai chúng ta ăn cái gì thì chúng ta còn có thể nhìn vào bóp của mình và mình nói rằng là ngày mai tôi ăn thịt, ăn lẩu, ăn cá gì đó. Nhưng mà hỏi rằng là trong vòng năm tới, 12 tháng sau đó, trong vòng năm tới, giờ này chúng ta sẽ như thế nào thì chúng ta dường như không biết. Đúng không? Hoặc là hỏi về tình duyên của chúng ta sau này, chúng ta dường như là mình mù loà, mình không biết gì hết.
Nhưng mà tại trong cái chỗ mù lòa đó, nếu chúng ta tin cậy Chúa, Chúa Ngài có thể dắt đưa chúng ta ở trong những cái nẻo chẳng quen, ở trong những cái sự tối tăm dường như không còn hy vọng nữa quý vị. Tại nơi đó Chúa sẽ cho chúng ta thấy ánh sáng của sự hy vọng. Chúa phải là niềm hy vọng lớn nhất ở trong cuộc đời của chúng ta quý mài chen. Tiền bạc không phải là hy vọng lớn nhất. Tiền bạc nó chỉ là phương tiện để chúng ta đạt đến được mục đích mà thôi, mục đích của Đức Chúa Trời mà thôi. Trước khi tôi tin Chúa thì tôi nghĩ rằng tiền là tất cả. Đối với tôi tiền là số 1. Không có tiền thì đừng có nói cái gì với ai hết. Thậm chí là khi mà tôi mới tập tành tôi đi theo Chúa thì tôi cảm thấy mặc cảm bởi vì cớ mình không có tiền giống như là những người khác. Nhưng mà sau đó thì Chúa dạy tôi một điều rằng là có Chúa thì mới có tất cả. Và Chúa đã đem tôi đến cái chỗ dường như không còn gì hết quý vị. Dường như tôi chỉ còn là con số không mà thôi. Tôi cùng với vợ tôi lúc đó là không có một xu nào trong túi hết. Nhưng mà tại trong chỗ đó chúng tôi đã cầu nguyện với Chúa và Chúa bày tỏ với tôi về một tương lai mấy chục năm sau này khi tôi trung tín hầu vị Chúa tôi sẽ được như thế nào. Chúa bày tỏ với tôi. Và tôi nắm lấy khải tượng đó và tôi bước đi. Tôi tin rằng là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng bày tỏ những khải tượng, những chương trình của Chúa. Ngài đem cái khuôn mặt của tôi ở trong quá khứ vào trong tương lai để tôi có thể nhìn thấy được chính mình ở trong tương lai như thế nào. Giống như khi mà Sâu Lơ gặp Chúa thì ông bị mù. Và sau đó thì ông đã cầu nguyện và ông nhìn thấy có một người tên là Anania đến và đặt tay cầu nguyện cho mình và mình được sáng mắt lại. Thì Chúa Ngài cũng phán với Anania rằng là ngươi hãy đến và đặt tay cho Sao Lơ bởi vì người ấy đã nhìn thấy được có một người tên là Anania đã đến đặt tay cho người đó. Chúa đem cái khuôn mặt của Anania vào trong cái khải tượng của Sao Lơ. Nhưng mà nếu giả sử Sao Lơ mà mắc ra mà không thấy Anania thì sao quý mài chen? Thấy một người khác thì sao? Chẳng hạn như bây giờ Chúa bày tỏ cái khuôn mặt đó nhưng mà mở mắt ra thì thấy người khác, không thấy Anania đâu hết mà thấy chẳng hạn như thấy Huy hoặc là thấy Lộc thì sao? Dĩ nhiên Chúa Ngài làm việc rất là khôn ngoan. Ngài biết trước được ai là người mà Chúa Ngài có thể sai và ai là người mà Chúa có thể chọn. Chúa không bao giờ chọn lầm người cả quý vị. Và Chúa biết được tấm lòng của Anania là một tấm lòng biết vâng lời. Và khi Chúa Ngài nhìn thấy tấm lòng của ông và Chúa chọn ông để Anania được sai đi thì ngay lập tức việc nó xảy ra đúng như vậy. Như vậy thì khi mà Chúa Ngài chúng ta thấy được khải tượng của chúng ta về cuộc đời của chúng ta sau này quý vị. Cho dù bây giờ hiện tại chúng ta dường như bị mù lòa, chúng ta không nhìn thấy trước tương lai của mình. Nhưng quý vị ơi, Chúa là đấng nhìn thấy trước tương lai của chúng ta. Và Ngài sẽ cho chúng ta có đức tin để bước đi ở trong những ngày này. Là những ngày tối tăm, dường như là chúng ta phải rờ rẫm ở trong sự tối tăm và khó khăn. Có thể bây giờ quý vị đang phải đối diện với sự thất nghiệp hoặc là phá sản, nợ nần thì chồng chất, rồi công ăn việc làm rất là khó khăn và mỗi ngày chúng ta dường như là phải sống bằng đức tin xin Chúa tiếp trợ cho mình. Nhưng mà tôi công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, quý vị sẽ được giải thoát ra khỏi tất cả những tình trạng nghèo thiếu đó. Chúa Giêsu là đấng quyền năng, Ngài có thể chữa lành và giải cứu quý vị ra khỏi tất cả những nan đề của mình. Không có nan đề gì quá khó với Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà cái điều khó nhất đó chính là chính mình quý vị. Cái điều khó nhất đó là tấm lòng của mình có dám tin hay không? Nếu chúng ta dám tin Đức Chúa Trời Ngài sẽ dám làm quý mài chen. Bởi vì Chúa Ngài nói rằng là có cái điều gì quá khó cho ta chăng? Ta là đấng đã dựng nên trời đất này, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao tinh tú ở trên hành tinh này đều do ta làm ra hết. Đúng không ạ? Chúa chỉ cần phán một cái thôi là ngay lập tức có thực vật, động vật, rồi có sông suối, hồ biển đầy đủ hết. Bệnh của chúng ta Chúa chỉ cần búng tay một phát thôi là hết ngay lập tức quý mài chen. Nan đề của chúng ta chỉ cần 5 phút thôi là giải quyết xong. Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể thay đổi 3 triệu con người bị phá sản trở thành một dân hùng mạnh và giàu có trên đất này không? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Môi-se đã dẫn một đám dân 3 triệu người ra khỏi Ai Cập và đám dân đó là đám dân bị phá sản. Không có một xu trong túi. Không có ngân hàng, không có tài khoản gì hết. Họ đi lang thang trong đồng vắng 40 năm như vậy đó. Họ là những người nghèo khổ, mỗi ngày cứ phải trông mana, rồi Chúa Ngài ban mana xuống, rồi Chúa lấy nước từ trong đá để mà cho họ uống. Họ sống y như là những người nghèo khổ và phá sản.
Nhưng quý vị biết không, sau khi họ vào xứ hứa thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thì Chúa ngài khiến cho đám dân phá sản ở đó, xây một cái đền thờ rất là nguy nga tráng lệ đến nỗi mà các nước trên thế giới lúc đó phải đến để mà xem coi cái đền thờ đó bằng vàng nó xây dựng như thế nào. Quý vị thấy không ạ? Chúa khiến cho một cái đám dân nghèo rớt mồng tơi trở thành một đám dân rất là lớn và giàu có, đến nỗi mà nữ vương Sê-ba, tức là nữ hoàng Nam Phương đó, phải đến để mà diện kiến vua Sa-la-môn và phải học hỏi từ Sa-la-môn. Có thể hôm nay tôi nhìn thấy quý vị chỉ là những con người nghèo khổ không có gì hết, nhưng mà tôi vẫn cúi đầu, tôi trân trọng quý vị, bởi vì tôi biết rằng lời của Chúa đang hành động trong tấm lòng quý vị. Tôi nhận biết rằng trên đời sống quý vị có danh của Chúa Jesus Christ, và cuộc đời quý vị không lâu đâu sẽ trở thành những con người được phước của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta ngày hôm nay có dám tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào trong xứ hứa hay không? Hay là chúng ta sẽ lầm bầm, chúng ta cứ than phiền rồi trách móc Chúa, trách móc tôi tớ của Chúa giống như dân Israel ngày xưa, để rồi cuối cùng họ ngã chết ở trong đồng vắng và không thể vào trong xứ hứa được. Và Chúa phải dấy lên một thế hệ trẻ để mà chiêm sứ cho Chúa. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho thánh của chúng ta sẽ là những thế hệ chiêm sứ, những thế hệ Joshua và Caleb có đức tin. Amen. Cho dù bây giờ chúng ta không thấy tương lai, chúng ta đang ở trong đồng vắng, chúng ta chỉ thấy là nào là cát với lại hoang mạc, không có cái gì hết. Nhưng mà Chúa ngài dẫn chúng ta vào trong xứ hứa, chứ ngài không dẫn chúng ta đi chết. Amen. Và tình trạng bây giờ nó chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà sự phước hạnh của Chúa sẽ đến trên đời sống của chúng ta sau khi chúng ta nhịn nhục và kiên trì theo Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bài học mà chúng ta có thể học được từ trong câu chuyện này, đó là Đức Chúa Trời ngài hiện diện ở khắp mọi nơi và ngài đang ở đây cùng với chúng ta. Ngài thấy và biết rõ mọi nỗi lòng, mọi suy tư, mọi tư tưởng, mọi kế hoạch mà chúng ta đang có, và ngài muốn đến để giúp đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta, thêm sức cho chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy cuộc đời của mình giống như cái người mù ở trong cái câu chuyện này, tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy đến với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa. Nếu dường như cái nan đề đó mà Chúa không giải quyết cho chúng ta lâu nay rồi, thì quý vị ơi, hãy khóc với Chúa cũng được. Hãy đến với Chúa trong chốn phòng riêng và cầu nguyện với Chúa. Hãy biện luận với Chúa. Xin Chúa ngài giải quyết cho những cái nan đề nợ nần của con. Xin Chúa ngài ban phước cho cuộc đời con để con không còn bị mù nữa, con không còn bị ngồi ở trong cái chỗ sỉ nhục và xấu hổ nữa. Xin Chúa giải quyết cho con để con được trở thành một con người mới trong Chúa. Đủ rồi Chúa ơi, đã nhiều năm con sống ở trong sự nợ nần, khó khăn, túng thiếu, sỉ nhục, người ta coi thường con, người ta xem con như là một thằng mày, một cái con chó ghẻ. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa ngài thương xót và giải phóng cái con chó ghẻ này để nó trở thành một hoàng tử của Chúa. Amen. Amen. Chúa ngài không bao giờ coi thường cái sự khốn khổ của quý vị đâu. Nếu quý vị có đức tin, quý vị, Chúa ngài có thể thay đổi một cô gái điếm trở thành một nữ hoàng ở trong gia phả của Chúa Giêsu. Đó là Rahab. Một cô gái điếm của Jericho, nhưng bà đã có đức tin nơi Chúa. Quý vị biết rằng là cái công việc hàng ngày của gái điếm là gì? Tô son chét phấn đúng không ạ? Rồi tìm cách để quyến dụ đàn ông thôi. Chứ làm cái gì mà có chuyện mà quỳ gối cầu nguyện với Chúa hay là đọc kinh thánh. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời ngài nhìn biết tấm lòng của bà gái điếm này. Và bà đã trở thành một trong những tổ mẫu của Chúa Giêsu. Chúa có thể sử dụng những con người rất là tầm thường, hèn hạ và đầy khinh bỉ như vậy đó quý vị, để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời. Có thể bây giờ quý vị thấy cuộc đời của mình hôn nhân đổ nát, rồi người ta chê bai coi thường mình. Nhưng quý vị ơi, khi quý vị đã đặt mình vào trong bàn tay của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có thể sử dụng cuộc đời quý vị trở thành một viên đá ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Người ta nói gì mặc kệ người ta, nhưng mà Chúa nói gì, đó là điều quan trọng nhất ở trong đời của chúng ta. Amen. Lời của Chúa phán rằng là chúng ta có hy vọng ở trong danh Chúa Jesus Christ trong buổi sáng này. Chúa ngài sẽ dắt đưa chúng ta ở trong những cái chỗ tối tăm, trong những cái chỗ mà chúng ta không nhìn thấy được phương hướng. Xin Chúa ngài ban phước cho quý vị để qua lời của Chúa buổi sáng này, chúng ta sẽ nhìn thấy lối đi, nhìn thấy lối thoát cho cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa, bày tỏ đức tin của chúng ta với Chúa, thì Chúa ngài sẽ làm phép lạ và Chúa sẽ hành động. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa hành động trên tấm lòng quý vị trong buổi sáng nay, bắt đầu từ ngày hôm nay. Có một cái gì đó ở trong lòng quý vị sẽ khiến cho quý vị có một sự thôi thúc để mình đến với Chúa và được thay đổi thân phận. Quý vị có muốn được thay đổi số phận mình không?
Hãy đến với Chúa quý vị ơi. Đừng ngồi trong cái chỗ ăn mày đó nữa, đừng ngồi trong cái chỗ xấu hổ đó nữa, đừng ngồi trong cái chỗ tối tăm đó nữa, nhưng mà hãy bước ra để mà đến với Chúa Giêsu. Và Chúa ngài thay đổi chúng ta trong ơn của ngài. Xin mời quý vị cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu dấu chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con có một Chúa Giêsu Christ là đấng quyền năng, ngài là đấng chữa lành cho chúng con. Cuộc đời của chúng con sẽ được thay đổi khi chúng con gặp được ngài. Và không ai gặp Chúa mà lại cảm thấy hối tiếc cả Chúa ơi. Không ai gặp Chúa mà cuộc đời của họ lại thê thảm hơn. Nhưng mà con nhìn thấy rằng bất cứ ai, bất cứ người nào ở đâu khi họ gặp Chúa Giêsu Christ, cuộc đời của họ được Chúa thay đổi. Cuộc đời của họ sẽ được bước sang một trang sử mới. Cuộc đời của họ được Chúa chữa lành. Cuộc đời của họ được lành lặn ở trong ơn của Chúa. Cuộc đời của họ được bước sang một trang sử mới đầy vinh hiển hơn, sáng láng hơn và giàu có hơn. Đây Chúa, xin Chúa làm phép lạ của ngài trên mỗi tấm lòng của chúng con. Để chúng con không còn là một dân nghèo khổ, không còn là một dân mù lòa ở trong thuộc linh nữa. Nhưng xin Chúa ngài mở mắt tấm lòng của chúng con, để chúng con được nhìn thấy ngài. Mở mắt tấm lòng của chúng con, để chúng con nhìn thấy những lời hứa phước lành và quý báu mà Chúa ngài đã hứa với chúng con trong lời của ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu, ngài đã đến thế gian này để tìm và cứu những con người hư mất như chúng con. Chúng con đều vốn là những con người ở trong sự giam cầm của ma quỷ, sống ở trong sự tối tăm, không có hy vọng, không có ngày mai. Cảm ơn Chúa vì ngài đã yêu thương, tha thứ tội lỗi chúng con, ngài thương xót chúng con và rịch lành tấm lòng của chúng con. Ngài đã nâng chúng con lên để chúng con không còn ở trong sự tối tăm nghèo khổ nữa. Xin Chúa ngài làm ứng nghiệm lời của ngài buổi sáng nay trên tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả mọi sự nghèo thiếu, tất cả những bệnh tật, tất cả những nợ nần, tất cả những sự rủa xả tối tăm nó phải rời xa khỏi quyền mà trên con trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa ngài làm phép lạ cho chúng con, để những kẻ thù nghịch của chúng con là ma quỷ, chúng nó phải xấu hổ, bị hổ thẹn, bởi vì cơ chúng con có ngài ở cùng với chúng con. Có ngài ở cùng với chúng con thì không có bệnh tật nào, không có nan đề nào có thể đè bẹp chúng con được. Xin Chúa ngài làm phép lạ cho chúng con, để chúng con có thể khoe mình ở trong ơn của Chúa, để chúng con có thể ngẩng cao đầu lên và có thể nói rằng cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, bởi vì Chúa đã đoái thương kẻ hèn hạ này. Chúa ngài đã nhấc chúng con lên từ trong chỗ nghèo hèn, tuyệt vọng, thất vọng. Cảm ơn Chúa, ngài là niềm hy vọng của cuộc đời chúng con. Có Chúa chúng con sẽ có tất cả, có Chúa chúng con có thiên đàng, có Chúa chúng con sẽ có tương lai trong ngày mai. Cảm ơn Chúa, xin ban cho chúng con sự vui mừng của ngài, xin ban cho con nụ cười mới ở trong ơn của Chúa, để chúng con không còn khóc lóc, không còn sầu bi, không còn đau thương, không còn khốn khổ nữa. Xin hãy thương xót mọi người chúng con, xin ban ơn và địch lành tấm lòng và thân thể của chúng con giờ phút này, bởi vì ngài là đấng có thể chữa lành từ trong tấm lòng cho đến thể xác của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa ngài xức dầu trên đầu chúng con, trên bóng miệng và trên tấm lòng của chúng con, Chúa ơi, ngay giờ phút này, để quyền năng của Chúa, sự sức dầu của ngài sẽ thấm vào trong linh hồn chúng con, sẽ thấm vào trong thân thể của chúng con và đem đến sự chữa lành, đem đến sự giải phóng, giải thoát tự do chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ. Vì Chúa được vinh hiển qua tất cả những phép lạ mà Chúa làm ở trong cuộc đời chúng con và qua cuộc đời của chúng con, mà nhiều người khác sẽ được biết đến Chúa Giêsu, ngài là đấng chữa lành của chúng con. Ngợi khen Chúa, xin Chúa dấy lên những con người có ơn của Chúa để đi làm chứng, để đi ra đặt tay cầu nguyện chữa lành cho nhiều người, để đi ra để rao báo tin lành quyền phép của Đức Chúa Trời cho nhiều người hư mất chung quanh hội thánh của chúng con tại đây. Và Chúa ơi, xin Chúa ngài thêm lên cho nhiều người được cứu vào trong hội thánh này, để hội thánh của Chúa sau này trở thành một hội thánh mạnh mẽ, đầy ơn và đầy quyền phép của Chúa. Và nguyên Chúa được vinh hiển qua tất cả những gì mà chúng con là những tôi tớ của Chúa làm ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa ban ơn và sức dầu cho tất cả chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa, tôn cao ngài, và chúng con cùng nhau thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.